Xin kính chào các quý vị Hôm nay là trong cái chương trình để phục vụ cho các khách hàng muốn tìm những sản phẩm nâng cấp Thì chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cho các bạn Đây chính là một dòng Solution 711 Vâng, với giá lít của hãng báo lên tới 1 tỷ 500 triệu Nhưng qua thời gian dùng của một người bạn của Thiên Hà ở Đô Và chúng tôi đã nâng cấp lên một hệ thống lớn hơn Thì anh muốn nâng cấp, muốn chuyển nhượng lại cục power này để cho một quý vị nào đam mê cùng sở thích và hiện tại thì nó đang có giá là 550 triệu ở tại Thiên Hà Audio và chỉ một bộ duy nhất. Và với cục sản phẩm này thì các bạn cũng đã xem YouTube trước của tôi giới thiệu về dòng sản phẩm này và nó rất là được còn đẹp và hoàn hảo. Với tôi thì tôi nghĩ đây cũng là một cái yếu tố rất là may mắn cho ai được sở hữu cục power này khi mình muốn nghe những chất âm đến từ Thụy Sĩ. Vâng, đấy là phần về phần khuếch đại âm thanh Còn về bên, loa bên này Với cặp loa này khi là với giá mới Thì nó lên có giá lên tới 1 tỷ 250 triệu Và sau thời gian dùng khoảng hơn 1 năm Thùng xốp sách thì vẫn còn nguyên bản Thì hiện tại bây giờ nó đang còn có giá là 550 triệu Cũng giống như là chiếc Power này Và đây là một dòng loa Focal Scala Utopia Evo đến từ Pháp và sự hoàn hảo của nó thì để máy quay gì đưa sát lại Thì các bạn sẽ cảm thấy là tất cả mọi cái nó vẫn còn ở trong những điều kiện rất là tốt Nó giống như một cặp hàng người ta demo Vì những song sản phẩm này thì người ta cũng ít khi vận chuyển Cái thứ hai là khi người ta nghe xong Người ta cũng rất là giữ gìn phủ với các thứ, cái khăn lên trên Để đảm bảo là không có độ bị sức sát gì đó Hoặc nó bị xung thì hoàn toàn là không có Còn nó cũng bị gọi là có xuống đôi chút theo thời gian năm tháng nhưng tôi nghĩ đây là cũng chỉ là coi như thời gian mình chạy đá bơn nếu các bạn nào có nhu cầu về hai dòng sản phẩm này hãy gọi đến số hotline của Thiên Hà để có thể được tư vấn thêm hoặc để trải nghiệm trực tiếp bộ đôi sản phẩm này hẹn các bạn vào ít phút sau.